Xin chào mọi người, tôi đang ở một cái xã tại huyện Tum Rông. Hôm nay tôi đi khảo sát sâm. Thứ nhất là để cho bên mình sản xuất, bên nhập trường trung tâm sản xuất. Cái thứ hai là tôi giới thiệu cho một số người nước ngoài, họ đang muốn là mua và cây sâm, cái cụ thể là cây sâm dây, để họ sản xuất và họ ra thành phẩm. Và chúng tôi đang quảng cáo cho những cái bên đối tác nước ngoài. Đây là tôi đang giới thiệu, đây là cây sâm tự nhiên. Quý vị cũng biết là có rất là nhiều loại sâm khác nhau, tức là sâm mà trồng nè, sâm bán tự nhiên và sâm tự nhiên. Thì hôm nay theo tôi đi xem cái loại sâm tự nhiên là chúng tôi sẽ khai thác như thế nào. Cái chỗ này cách đây là 4 năm rồi, tôi có một cái video trước tôi đã quay ở tại chỗ này. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ đi sâu hơn vào rừng để chúng tôi quảng cáo về cái sâm. Sau lưng tôi đây là rừng rậm. Và bây giờ thì tôi sẽ theo một số anh em là đi đào sâm. Sâm đây là sâm tự nhiên. Thực tế thì tôi sẽ không có đi đào trực tiếp, mà người dân tại đây họ sẽ khai thác những cái cây củ sâm ở đây. Và chúng tôi sẽ thu mua sản xuất. Những cái năm mà chúng tôi làm trước giờ thì từ 2013 đến giờ thì chúng tôi có kinh nghiệm để chọn cái củ sâm chất lượng. Và ngoài ra là trước đây là tôi làm cho công ty chính phủ Hàn Quốc về cây nhân sâm. Chúng tôi có kinh nghiệm để chúng tôi làm về cây sâm. Và chúng tôi đang giới thiệu cho bà con toàn quốc nè, những khách hàng toàn quốc là biết đến Việt Nam có cây sâm, sâm quý. Và ngoài ra là giới thiệu cho những khách hàng nước ngoài. Và hiện nay là chúng tôi đã giới thiệu cho rất là nhiều khách hàng, ví như Nhật, là Mỹ nè, là những khách hàng ở bên Mỹ. Nhật là rất là ưa chuộng cái loại sâm này của Việt Nam, bởi vì nấu ăn đồ này nọ rất là ok. Ngoài ra thì về công dụng tốt cho sức khỏe và thay thế được nhân sâm với giá thành rẻ hơn. Bây giờ thì theo chúng tôi đi vào rừng. Coi chừng ở đây cũng vắt cả nha. Hôm nay thì tôi thực sự là không có chuẩn bị gì đi rừng hết á. Thì chúng tôi chỉ đi thôi. Chứ thật ra trong này vắt không. Con vắt là giống như con đĩa, nhưng mà nó nhỏ hơn. Quý vị thấy rồi đó, để mà thu hoạch mấy cái củ sâm mà gửi cho quý khách hàng đó, là không phải đơn giản đâu nha quý vị. Nè, anh quay nè, đây là đang ở trong rừng nè. Còn cái lối này thì người dân họ hay đi rừng, họ vô rừng rồi họ làm trong này rồi khai thác này nọ. Sáng giờ là mùa này là mùa mưa, nên là mùa mưa mà lấy sâm này là rất là cực luôn. Sáng giờ là vô đây là mưa lâm râm mà phải tranh thủ đi sớm, để chiều nay là mưa sẽ mưa to. Nên là chúng tôi là đang cố gắng là đến cái chỗ mà nơi có sâm á, thì mình giới thiệu và cũng như là mình tìm. Sau lưng tôi đây là cái rừng gọi rừng rậm luôn á. Thì vô nãy giờ đi bộ vô đây là rất là xa luôn. Mà cái đường chỗ này lúc này đang mưa trơn lắm. Mới té. Mới phi phát té rồi bây giờ thì vô. Đó, mới phi qua cái tấy tát luôn nè. Đây nè, thấy không, mấy con nhỏ nè, đầy luôn đó. Bên đây nữa nè, đâu nè, mà sao gót à nha. Đủ ấy, lấy cái cây kheo ra. Mẹ rần với chân luôn kìa. Chạy rần nè, nó búng luôn, chết tôi luôn.
chắc là củ sâm tương đối vất vả. Đây củ nó tí tẹo vậy thôi, nó chưa đủ lớn, mà bây giờ muốn mà lớn là phải đi phi vô trong rừng á, mà rừng á thì y cũng đi định vô rừng quay đào những cái củ sâm tự nhiên, nhưng mà cuối cùng đào được cái đây, bởi vì sao, là bởi vì nhiều vách quá không dám luôn, là thấy cái chân mình mà mát đó, là biết có con vách nó bám rồi, mà con này nó tí rồi, nó nhìn như con dung vậy đó, mà nó nhảy nó bắn một phát đó, coi chảy máu hết đầy chân luôn đây. Đồ như thế này là thôi, là coi như vô đến đầu rìa là coi như là chịu rồi, là phải đi ra lại chứ thôi. Vô đó rừng đã rậm rồi, vắt là một, rắn là hai, rết là ba, và rất là nhiều thứ mà mình không biết được, nên là thôi, thì quý vị cũng có thể thấy rồi đó.